Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một cái thước đo góc của hãng Sinh Hoa ha. Thì cái thước này nó khác với cái thước Sinh Hoa, nó có hai loại. Nó có một loại là có thêm một cái thanh ngang nữa đó. Này thì nó không có. Tôi sẽ khui cho mọi người xem ha. Hãng Sinh Hoa là hãng của Nhật nha mọi người. Mà sản xuất này là sản xuất tại China. Thì nó xuất qua bên Nhật đó. Nên đa phần cái chữ của nó là toàn là tiếng Nhật không thôi. À, vẫn xuất xứ là China ha. À, Sinh Hoa là hàng nổi tiếng rồi, chất lượng rất là tuyệt vời ha, độ chính xác rất là cao. Để tôi khui ra cho mọi người xem ha. Đây. Thì cái thước đo góc này thì nó không có một cái thanh dài từ bên đây nữa. Thì cái mẫu trước á, tôi giới thiệu là nó có thêm một cái cây dài đó. Nhưng cái cây dài là cây này nè, đây nó có một cái cây bắt dài từ đây ra, chúng ta thao tác dễ đo, dễ dàng đo hơn á, rất là dễ dàng đo. Còn thằng này thì nó không có, nó không có mà chúng ta vẫn đo đo được, không có vấn đề gì cả. Ví dụ như ta cần đo góc, ví dụ cái thanh này đặt ngang nè, cái thanh này là thanh ngang chúng ta cần đo, chúng ta quay góc bao nhiêu độ thì ta quay lên thôi. Nó quay thì cái mép này nó sẽ đưa ra một góc bao nhiêu độ ha. Ví dụ ở đây là góc 45 đó, góc 45 chúng ta xiết lại. Xiết lại và ta đưa cái này chúng ta qua, ta vẽ một cái đường 45 độ đó. Hoặc này để kiểm tra ha. Này hoặc này để chúng ta kiểm tra rất là đẹp. Hãng Sinh Hoa là hãng nổi tiếng của Nhật mọi người ha. Nên chất lượng làm bằng thép rất là tuyệt vời. Độ sắc sảo rất là cao. Nó sắc sảo, nó giải quyết, nó làm từ con ốc cho tới những cái chi tiết mà nó làm tỉ mỉ rất là đẹp. Nó hiệu Sinh Hoa đây, những dãy số làm rất là đẹp đều, làm bằng thép rất là cao cấp. Nói chung là mình cầm trên tay rất là đã tay, nên không thể so được với những cái thằng mà Trung Quốc được đó. Thì cái thước này nó có giá là 220.000 nha mọi người. À, đây mọi người xem cái độ hoàn hảo nó rất là đẹp. Độ chính xác thì khỏi phải bàn đi, tại nó là hàng của Nhật rồi. Nên nó ưu tiên về độ chính xác rất là cao. Cầm rất là có tay, những gia công, những cái chi tiết này rất là sắc. À, rất là nét. Đó. Và những cái vạch chỉ số rất là rõ nha, mọi người xem rất là rõ, rất là đẹp nha, chỉ số này rất là đẹp. Rồi mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở bên trên màn hình ha. Rồi cảm ơn mọi người, rồi xin chào.